Đây là không gian khu vực nhà mẫu ở bên đạp dừa đấy các bác ạ. Với cái không gian thiết kế giống như cả phong cách Địa Trung Hải, rất là ấm cúng. Chủ tư thì họ mới làm 2 tầng thôi đấy, còn các tầng trên là chưa làm, là để có trang trí vào đấy các bác ạ. Cái này gần như là một căn chủ tư hoàn thiện 5 tầng. Chủ tư hoàn thiện 5 tầng xong rồi họ để có trang trí, đúng rồi, họ sẽ chỉ có để có trang trí không thôi, 2 tầng thôi đấy. Nếu chị mà đi xem nhà mẫu thì có thể đăng ký qua số điện thoại mình chiếu nha các bác nhá. Trong này là cái khu vực ở công viên Siêu Bắc ở bên khu đảo Dừa đây nhá các bác nhá. Đấy, công viên Siêu Bắc ở bên khu đảo Dừa mà Minh Chiến ngày hôm nay đang hỗ trợ anh chị khách hàng đi xem ở bên phân khu đảo Dừa đấy ạ. Ở trên này là sẽ có một cái tấm kính này các bác, tấm kính chắn ở đấy. Bây giờ sẽ ra khu vực nhà mẫu ở bên đảo Dừa. Căn mẫu này là 56 m, số nhà 65, đảo Dừa 365. Đây là dãy đảo Dừa 3, vài bước là ra đến với cả công viên bể bơi pha lê này các bác này. Đây, bây giờ đi vào trong không gian nhà mẫu xem nhé. Căn này là 56 mét, mặt tiền là 4 mét. Căn nhà mẫu đảo Dừa của chủ đầu tư, thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải. Năm mươi sáu mét này là cũng làm thang máy thoải mái rồi, ví dụ như nhà khách của em là cũng làm một căn 56 mét và cũng có thang máy luôn. Nếu mà tí anh chị mà thích đi xem cái dòng 56 mét thì em này đưa đi xem làm dòng 56 mét có thang máy. Không, ở nhà là khách của em về ở rồi thì mình có thể vào đấy mình xem, thì em nhờ bên bên đấy. Đây, một không gian phòng ngủ ở bên sau. Đấy, bên sau sẽ có một cái ban công này, à mà đằng sau này là nhìn thấy view công viên bể bơi pha lê luôn nhé các bác nhé. Một lô ra phòng vệ sinh chung. Đó. Đây là một phòng phòng ngủ khác. Một phòng ngủ khác. Đấy, anh chị lên tầng 3 đi. Đấy. Lên trên không gian tầng 3. Bên này là chưa hoàn thiện hết đúng không? Vâng, thấy đúng rồi đúng không? Chưa, bên này chưa hoàn thiện hết. Làm thêm khoảng 2 tầng 2 tầng. Các tầng trên thì thông thường sẽ là 2 phòng ngủ nữa. Mặc sao thực ra chỉ có thể làm một phòng ngủ master à. Đấy, còn các tầng trên thì cơ bản nó sẽ giống như vậy. Một phòng ngủ khép kín này. Phòng này phòng khép kín này, khá là nhỏ. Đây là một phòng mà không gian rộng hẳn luôn này các bác ạ. À, nhà mẫu bên san hô 98 mét chị ạ. Căn này có 56 mét thôi. Không. Phần khe nó là mười mấy mét đấy, phần nhà lòng nhà nó khoảng 65 mét. Thì cái phần nhà đấy thì nó cũng có cái sổ sọ sân cửa. Đúng rồi, đúng rồi. Đây là y cái này. Đấy, nó khác gì đâu. Ví dụ nhà mà 80 mét đấy, ví dụ trong trường hợp mà anh chị mà lấy căn 70 80 mét đấy thì diện tích xong lòng nhà nó rất là rộng. Đấy, đây là cái không gian khu vực nhà mẫu ở bên đạp dừa đấy các bác ạ. Với cái không gian thiết kế giống như cả phong cách Địa Trung Hải, rất là ấm cúng. Chủ tư thì họ mới làm 2 tầng thôi đấy, còn các tầng trên là chưa làm, là để có trang trí vào đấy các bác. Cái này gần như là một căn chủ tư hoàn thiện 5 tầng. Chủ tư hoàn thiện 5 tầng xong rồi họ để có trang trí, đúng rồi, họ sẽ chỉ có để có trang trí không thôi, 2 tầng thôi đấy. Nếu chị mà đi xem nhà mẫu thì có thể đăng ký qua số điện thoại mình chiếu nha các bác nhá. Ở đây thì tại sao là các bạn ấy là không làm thang máy, là bởi vì là nếu mà làm thang máy thì cái diện tích và cái thời gian của mình sắp xếp bố trí các phòng, mình hay gọi là chia các phòng thì nó sẽ bị nhỏ hơn một chút xíu. Ví dụ như thường thường thì thang máy mình Ở đằng sau này có cái sân vườn này cũng đấy, các bác và quý anh chị có thể tham khảo những cái dòng
Ở đằng sau thì chúng ta làm một cái sân vườn như này, rất là mát nha các bác nhá. Đó. Đây là một ý tưởng để cho chúng ta có thể làm sân vườn ở phía đằng sau nhà. Có bậc tam cấp đi lên nhé. Đó. Điểm. Làm thang máy thoải mái mà. Cái thang máy mình làm để dùng cho gia đình thì chính là cũng không lớn như là